Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan nha. Hôm nay em tiếp tục lên một clip chia sẻ cho anh chị mình cùng sưu tầm những cây cách ly da có tại vườn nha em nha. Thì hôm nay sẽ có một vài cây nó có rất là ít, còn ít á, thì em lên luôn cho anh chị mình. Anh chị nào mà thích thì nhanh tay mình sưu tầm nha. Để có những cây á, nó chỉ còn một hai chậu thì em sẽ lên luôn cho anh chị mình sưu tầm. Thì đầu clip em sẽ chia sẻ cho anh chị mình một cây bạch ngọc, cát bạch ngọc nha. Màu trắng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn. Đó, cánh hoa trên màn hình anh chị mình xem màu hoa trên đó cho em ha, mẫu hoa ở mã chốt trên là mã T24 cách bạch ngọc nha. Đó, thì anh chị mình thấy trên màn hình lúc nào sẽ để hình hoa nè, tên cây và mã số trên đó, mã số xong rồi thì sẽ tới tên cây nha. Anh chị mình chốt thì mình cứ nhìn trên màn hình ở mình nhìn theo mã số trên đó để mình chốt, và em cũng có nhắc lại cái mã số cây luôn đó cho anh chị mình, rất dễ cho anh chị mình đặt hàng nha. Rồi chia sẻ cho anh chị mình một chậu cát bạch ngọc đã trồng thuần bằng vỏ thông rồi, rất là đẹp luôn. Chậu cây thực tế bán đây. Đó, cây này là size cây đã trưởng thành rồi nha. Anh chị mình về trồng lên thân mới là sẽ cho hoa thôi. Chia sẻ cho anh chị mình giá chỉ có 150 ngàn một chậu bạch ngọc như thế này nha. 150 ngàn một chậu cát bạch ngọc, hoa to và thơm lắm nha anh chị. Hoa này là rất là xuất sắc, nó nổi tiếng rất là lâu rồi. Tại đây là một cái dòng cát rất là xưa, rất là lâu. Đó, cây này xuất hiện ở Việt Nam mình rất là lâu rồi nha. Hoa cực kỳ thơm luôn. Đó, màu trắng lưỡi đỏ luôn. Cái này là cây mà anh chị mình trồng nó ra ngoài nắng nó ánh lên màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Đó, hoa to là thơm lắm nha. 150 ngàn thôi, giá siêu mềm siêu rẻ cho anh chị mình luôn. Và cây em đã trồng lại bằng vỏ hôm rồi, về anh chị mình chỉ treo lên, mình treo mình chăm sóc, mình ngắm hoa thôi nha. Thì cách này da nó rất là dễ chăm sóc và rất là dễ trồng. Anh chị mít thiệt mình cứ mua về mình treo lên rồi mình tưới nước hàng ngày thì cây nó đủ nắng đủ ẩm thì nó sẽ cho hoa thôi nha. Mình không cần phải phun thuốc gì cầu kỳ đâu, rất là dễ chăm luôn. Rồi lên cho anh chị mình một cây hoa, hoa chùm màu đỏ rất là đẹp luôn. Cây là CF Cherisy. Cây này vòi hoa của nó rất là dài nha. Có cái vòi hoa của nó dài và có khi phải cả nửa mét luôn á. Cái vòi dài nửa mét xong ở trên nó có một chùm hoa màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Đó, cây này hoa rất là lạ luôn. Nó giống nó hình như nó thuộc dòng White Knot á. Nó có tên là CF Cherisy. Thì nó cũng là một cây thuộc dòng White Knot. Thì anh chị mình thích cái màu đỏ này thì mình nhanh tay mình chốt cho em mã B22 nha. Mã chốt cho là mã B22. B22 chia sẻ cho anh chị mình chỉ 150 ngàn thôi. Thì size này là size hoa rồi. Nó có cuốn hoa, có ra hoa rồi nha. Cái cây này vòi hoa nó rất là dài. Nó nhìn nó lạ lắm. Vòi hoa dài mà hoa màu đỏ rất là đẹp luôn. Nó nhìn nó lạ lạ rất là dễ thương nữa. Hoa màu đỏ nhỏ nhỏ dễ thương lắm. Là cái vòi hoa nó dài rất là lạ. Anh chị nào mà thích thì mình chốt liền cho em cây này bạn mã B22 nha. Cái này thân cũ nó nè, thấy thân của không, thân của nó rất là đẹp luôn, thân lá rất là đẹp. Anh chị thích thì nhanh tay mình chốt liền cho em mã B22 này nha, 150 ngàn thôi. Cây trồng thuần bằng than rồi, cây này trồng thuần bằng than ở vườn em rất là lâu rồi nha, rất là lâu rồi, chỉ có 150 ngàn thôi. CF Cherisy ở tên nghe rất là dễ thương luôn. Rồi lên cho anh chị mình một cây màu vàng Yellow Blush. Nó nghe tên là cánh hoa của nó, anh chị thấy trên màn hình nó có điểm nhấn ở trên cái cánh, nó có màu giữa nó màu đỏ màu vàng đậm rất là đẹp luôn, lưỡi đỏ. Cây này em đã trồng thuần bằng vỏ thông rồi. Ở thì có cái chậu này đang nụ, anh chị thích thì nhanh tay chốt lên, cái chậu này có nụ. Cây này nó xuyên hoa lắm, nó ra nụ ra nó lên thân mới nó cho nụ suốt à, vừa rồi mới cho hoa tàn bên đây đó. Anh chị thích thì mình chốt liền cho em cây này, là mã chốt là mã E5 cho em nha. Mã E5 giá chia sẻ cho anh chị mình là 150 ngàn một chậu thôi. Cây đã trồng thuần bằng vỏ thông như thế này rồi. Thì cái này em chỉ còn có vài chậu thôi. Anh chị mình thích thì nhanh tay ghi lại mã số, mình alo trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình của em á. Trên màn hình của em có để kèm số điện thoại trên đó và số Zalo luôn. Mình hãy gọi trực tiếp qua số điện thoại, nhắn tin qua số điện thoại hoặc là kết bạn với Zalo của em để mình xem thêm nhiều cái mẫu hoa trên trang cá nhân em có đăng nè. Hoặc là mình vô trong cái kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Da Mỹ Hạnh em đang phát video á, thì mình bấm vô trong trang cá nhân trong cái kênh của em thì mình xem những cái video trước em có chia sẻ rất là nhiều mẫu hoa trên đó, thì mình xem để mình chọn thêm những cái mẫu hoa mình thích về mình sưu tầm mình chơi ha. Nó hoa thì rất là dễ trồng, dễ chăm sóc và hoa rất là đẹp luôn. Đó, này là hoa chùm nha, cây này hoa chùm nha, màu vàng. Đó, có điểm nhấn của nó là ở hai bên cánh của nó có cái vệt vàng đậm rất là đẹp luôn. Ở cây này đã có một chậu đang có nụ, anh chị thích thì nhanh tay mình chốt về có chậu nụ ngắm hoa liền ha. Cây này rất là xuyên hoa, còn lại là hàng lá nha, còn vài chậu thôi. Anh chị thích thì nhanh tay mình chốt liền cho em mã E5 nha. Rồi lên cho anh chị mình cây Amazing Thái Lan, cây cách cầu vồng rất là đẹp luôn. Hoa rất là nhiều màu sắc. Cây này hoa nó nhiều màu sắc đẹp lắm anh chị. Anh chị mình xem trên màn hình của em, nó nở mỗi lần nở là mỗi một cái hoa màu hoa nó nở nó không có giống nhau. Mỗi lần nở là cái phối màu của nó rất là khác cho nên người ta hay gọi là cây cách cầu vồng á.
Cây này nó cũng rất là dễ hoa. Cây này vừa rồi nó mới nở hoa ở trong vườn ở tàn mẹ không hay. Đây chậu chia sẻ cho anh chị mình như thế này, 180.000, 180.000 một chậu nha. Nó cây size cây mà em chị gửi cho anh chị mình sẽ bằng như thế này hoặc là to hơn. Ở trên anh chị mình cứ theo dõi trên clip của em, mình sẽ thấy size cây sẽ đưa rất là từ từ cho anh chị mình xem. Ở em xem cái chậu cây bán thực tế chị mình nhận như thế nào. Ở trên anh chị mình mua hàng mình cứ yên tâm. Ở mã số chốt cho em là mã B16 nha, B16 Amazin Thái Lan. Amazin Thái Lan là tên riêng của nó. B16 là cái mã anh chị mình chỉ cần đọc theo mã số đó và mình nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp số điện thoại cho em sẽ lấy đúng cây mà mình chốt nha. Hoa to rất là đẹp luôn, màu nó rất là sực sỡ, rất là đẹp luôn. Ở chỉ 180.000 thôi. Thân này thân lá nó dài. Thân lá nhỏ mảnh mà dài nha, hoa to rất là đẹp luôn. 180.000 anh chị mới hình chốt cho em. Amazin Thái Lan mã B16 nha. Rồi, chia sẻ cho anh chị mình một cây rất là đẹp luôn. Cây này thì em đã trồng lại bằng vỏ thông, thì cây trước đó, em bán cây đợt về một lô, xong rồi còn lại mấy cây em trồng lại vỏ thông. Nay nó bám rễ ổn định rồi, chia sẻ cho anh chị mình về mình trồng chăm sóc tiếp nha. Thì cái size này size cây vừa đợt vừa rồi là nó mới cho hoa, mới cho nụ bói hoa bói, cho nên nó làm còn lại vài cây em trồng lại bằng vỏ thông ở vườn đó. Thôi là anh chị mình chỉ treo chơi thôi, mình phải trồng lại nữa được chứ không trồng mà em nói họ trồng trong cái chậu nhỏ cho nên về mình phải sang chậu trồng lại, thì nay em trồng lại luôn rồi. Ở về anh chị mình sẽ treo lên chơi thôi. Ở mặt hoa anh chị mình xem tham khảo trên màn hình cho em nha. Ở cây này thì nó là size đã cho hoa bói rồi nha, là đang cho hoa bói rồi. Thì cái size chậu này đợt trước là cái thân này có mèo nè, là đợt trước là nó có những cái cây trước á là nó có nụ rồi. Ở thì cái thân này anh chị mình sẽ trồng lên thân tiếp theo sẽ cho nụ bói hoa bói thôi nha. Rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho anh chị mình cây này 200.000 bằng với giá cây cũ luôn, 200.000 đã trồng lại rễ ổn định rồi mà vẫn bằng giá với cây cũ luôn nha. Đó, anh chị mình mua về mình không phải tốn thêm chậu móc vỏ thông nữa nè, em trồng lại luôn vẫn giá cũ luôn đó, siêu hề siêu mềm cho mình luôn nha. Ở 200.000 mã chốt cho em mã A30 Vlax chép tô bát nha. Mặt hoa trên màn hình anh chị mình xem hoa mẫu tham khảo nha, rất là dễ thương. Cái cây này thì size cây đó là size cây mới trưởng thành nha. Nó mới trưởng thành tức là cái thân của nó là bắt đầu cho hoa bói, là nó còn cao còn to nữa nha anh chị mình. Ở cây này cây size mới bắt đầu cho hoa bói. 200.000 chốt cho em mã A30 nha. Em còn hai chậu na con chia sĩ Delano 7, còn hai chậu đây lơ cho chị mình xem trước một chậu này. Hai chậu sai, hai chậu đó tương đương bằng như thế này thôi, na con chia sĩ Delano 7. Thì đây là cái hoa vừa rồi nở một chậu em trồng ở vườn, nó nở chậu to á, là cùng là cái lô mà về em lâu lắm rồi em trồng cái chậu to ở vườn, thì đây còn lại vài chậu nhỏ, còn hai chậu nhỏ thôi đó. Na con chia sĩ Delano 7 anh chị mình có thể biết đọc tắt cho em là na con no 7 để mình đặt hàng nha. Đặt hàng cho em thì mình nói là Nacon No 7. Đó, chia sẻ cho anh chị mình chậu này 150.000. Ở dòng Nacon chia sĩ Dila thì hầu như đa số cây nào cũng rất là đẹp cho anh chị mình chơi hoa. Đó, anh chị thích thì nhanh tay mình chốt liền cho em chỉ còn đúng hai chậu thôi nha. Còn đúng hai chậu Nacon chia sĩ Dila No 7, anh chị thích thì nhanh tay mình chốt liền cho em Nacon No 7. Mình có thể nói tắt là Nacon No 7 150.000 thôi nha. Rồi, chia sẻ cho anh chị mình Sinovac Diamond, cây này cũng không còn nhiều. Em còn vài chậu em trồng lại bằng vỏ thông rồi, rễ nè, đã ấm chậu rồi. Đó, có một chậu đang hoa luôn, hoa thơm nha. Đứng mà ngửi thấy mùi thơm của nó rồi. Hoa rất là thơm luôn, nè, lưỡi vàng nè, hai bên cánh của nó điểm nhấn là hai bên cánh của nó là màu vàng. Cây này tại vì em mới trồng lại cho nên hoa nó nở chưa có căng, chưa giãn nó mà hoa giãn căng phải to hơn nữa. Và hai bên bịch này màu vàng nó sẽ đậm hơn nữa nha. Nè, lưỡi nè, quay cái họng lưỡi màu vàng, cực kỳ đẹp luôn. Họng vàng, vàng tươi, vàng giống. Này nó vàng à. Vàng tươi ấy, rất là đẹp luôn. Đó. Anh chị xem nè, có một chậu đang hoa như thế này là 250.000 và em còn khoảng 3 chậu chưa hoa. Đó, số lượng rất là ít luôn nên anh chị mà thích nhanh tay mình đặt hàng mình chốt liền nha. Tại đó cũng không còn hàng về lại nữa. Nên anh chị mình thích thì nhanh tay mình chốt liền cho em. Sinovac Diamond, mã số trên màn hình cho em ha. Đó, 250.000 nha anh chị mình. Giá 250.000 có một chậu đang hoa và 3 chậu hàng lá, còn 3 chậu hàng lá anh chị thích nhanh tay mình chốt liền cho em. Cây em đã trồng lại bằng vỏ thông rồi. Rồi, cho anh chị mình à, đây có cây à, Anzoino 2 nở cho anh chị mình ngắm đây. Hôm trước em có lên một clip bán những cái cây chậu to, là những cái chậu to như thế này nè. Đó, chậu phi 18. Thì đây có một cái cây à, đang hoa đổ hoa cho anh chị mình ngắm. Đó, anh chị thấy ngoài nắng không? Ngoài nắng cái lửa của nó lên nhung thì đẹp không? Đó. Nắng lên là nhìn anh chị thấy không, rất là đẹp luôn. Cánh của nó là cánh hoa nó màu hồng á, anh chị thấy không, về cánh là hồng. Tại sao một tí không có nắng thì anh chị thấy nè, đó, hoa rất là đẹp luôn, hoa rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó,
Anzono 2, mã là mã B08 nha. Anh chị mình chốt chậu to phi 18 giá là 400.000 và em còn một chậu nhỏ, giá 170.000. Đó, mình chốt cho em B2 400.000 hoặc là B2 170. Đó, thì chậu nó sẽ bằng như thế này. Cây chậu phi 18 sẽ bằng như thế này. Ở xoay cây sẽ tương đương bằng như thế này là giá 400.000. Còn một chậu 270 thì nó khoảng tầm 4 thân. 170 thì tầm 4 thân. Đó, hoa rất là đẹp luôn. Nó rất là đẹp cho anh chị, cho nên là nó giờ nó nắng lên nó hơi chói nắng á. Nó hoa cực kỳ đẹp luôn. Mã B08 cho em nha. Nó có hai size á, và size nhỏ chỉ còn có đúng một chậu 170 thôi. Rồi chia sẻ cho anh chị mình mã T24. T24 Amaki, màu vàng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn, nguyên cái lưỡi màu đỏ luôn. Em chỉ còn vài cây thôi, chia sẻ cho anh chị mình. Chỉ còn vài chậu thôi nha. Anh chị mình chốt giùm em để dọn vườn, em nhập cây mới về. Để lấy cây mới về trồng tiếp. Rồi, Amaki, cây này cũng là một cây danh tiếng rất là lâu rồi. Nó xuất hiện ở Việt Nam rất là lâu, cũng là một cây rất là xưa, rất là lâu rồi. Nó được người ta, được hàng Thái Lan họ cấy lại rất là nhiều lần để có giống cho anh chị mình sưu tầm về số lượng lớn á. Nên là mình chơi, mình có rất là dễ sưu tầm những cây hàng tem này thì rất là dễ chơi. Có những cây họ làm với số lượng nhiều như thế này nè. Nhiều khi mình trồng chẳng may như mình không có thời gian chăm sóc, hoặc là mình bận đi đâu, hoặc là do mưa nè, mưa dầm mưa về nhiều quá mình không có để ý, rồi cây nó hư hoặc không còn nữa, thì mình có thể mua lại được giống khác. Có một số cây số lượng ít á, nhiều khi mình trồng á không, như thí dụ mất giống rồi là còn nhiều khi không có hàng luôn đó. Mình chơi những cái cây này thì mình chơi hoa mà, cho nên là rất dễ tìm mua, giá nó lại rất là mềm đó. Anh chị mới thì nhanh tay mình chốt liền cho em mã T24 Amaki nha, rất là đẹp luôn. Cái này chỉ còn vài cây thôi đó, còn vài, có những cái loại còn vài cây. Em lên clip chia sẻ cho anh chị mình luôn để cho nó hết, để em lấy cây mới về trồng ở vườn đó. Cứ em cứ lấy về trồng sẵn ở vườn, những cây trồng bỏ thông thường như thế này anh chị mình mới biết chơi á, về mình chỉ mua về xong mình treo, mình chơi, mình chăm sóc thôi đó, rất là tiện cho mình luôn. Anh chị mình theo dõi clip kia mình thấy cây là đều là chuẩn hoa cho mình rồi, nên anh chị mình mua hàng vườn em mình cứ yên tâm. Amaki giá 150.000 một chậu nha, 150.000 một chậu. Cây này hoa rất là đỉnh, rất là đẹp luôn, nên anh chị mình rất là dễ sưu tầm, rất dễ chơi. Những cây hàng tem anh chị mình mua về mình trồng mình chơi á thì nó rất là dễ chăm sóc, dễ hoa nữa, cho nên vườn mình lúc nào cũng sẽ có hoa để ngắm. Anh chị thấy đó, vườn em nè, em cứ trồng lúc nào cứ lên clip cũng có hoa mẫu cho anh chị mình xem, mình ngắm hoa. Rồi mình thích mẫu hoa nào mình cứ ghi lại mã số trên màn hình, alo số điện thoại trên đó cho em, hoặc kết bạn với Zalo cho em để mình nhắn tin và đặt hàng. Mình mua đơn hàng 3 chậu để em miễn phí ship cho anh chị mình luôn nha. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian để xem clip của em mà. Em xin chào tạm biệt.